Bởi vậy khi đến thế giới cực lạc, đó là chân. Những cư dân bên đó không già, không yếu, không có thay đổi. Không nghe có người nào đó sinh bệnh, cũng không có nóng lạnh. Khí hậu chỗ chúng ta đây có lạnh có nóng, đó là thay đổi. Còn ở thế giới Tây Phương thì không có. Khí hậu rất dễ chịu, giống như mùa xuân của chúng ta vậy. Ở chỗ họ bốn mùa đều là mùa xuân, không nóng không lạnh. Cây cỏ hoa lá không bao giờ tàn úa, trái trên cây không bao giờ ung thối, tuyệt vời không nói hết. Quả đất, núi rừng đều được làm bằng trân bảo, sạch sẽ tinh tươi, không cần ngày nào cũng lau chùi, sạch sẽ, không một chút bụi.